Bệnh béo phì là căn bệnh mang tính toàn cầu liên quan đến quá trình chuyển hóa năng lượng. Với biểu hiện của sự tăng cao về trọng lượng làm cho cơ thể phát sinh nhiều bệnh tật và ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc sống. Béo phì có liên quan trực tiếp đến các bệnh rối loạn chuyển hóa như là tiểu đường tiếp 2, rối loạn mỡ máu và các bệnh về tim mạch như là cao huyết áp, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim. Vì vậy, việc điều trị bệnh tiểu đường rất là quan trọng giúp giảm thiểu nguy cơ mắc những bệnh trên. Một nghiên cứu gần đây của tác giả Riemann Gauher cùng với cộng sự của ông năm 2012 đã khẳng định chiết xuất từ cây giảo cổ lam có tác dụng hoạt hóa enzyme AMPK, làm thúc đẩy quá trình oxy hóa chất béo và tăng chuyển hóa đường trong cơ thể, giúp cải thiện tình trạng béo phì và giúp giảm cân rất là hiệu quả. Giảo cổ lam trong tự nhiên là loại được thu hái từ rừng, giúp giảm cân cho cơ thể của bạn và nâng cao tuổi thọ. Qua những thực nghiệm cho thấy, giảo cổ lam không gây tác dụng phụ cho người sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn là nên sử dụng từ 4 đến 8 ly trà giảo cổ lam mỗi ngày trong thời gian khoảng từ 1 đến 3 tháng để bắt đầu quá trình giảm cân. Rất là nhiều những bệnh nhân đã sử dụng phương pháp đơn giản này để điều trị chứng béo phì và đã mang lại hiệu quả rất là tuyệt vời. Có những bệnh nhân đã giảm được khoảng 5kg trong thời gian 1 tháng sử dụng trà giảo cổ lam. Ngoài ra thì nên kết hợp với những phương pháp như là đi tập thể dục thể thao, đi bộ mỗi ngày 1 giờ thì hiệu quả giảm cân còn mỹ mãn hơn rất là nhiều. Khách hàng của chúng tôi cho biết rằng họ cảm thấy rất là sảng khoái và tràn đầy sinh lực khi uống trà giảo cổ lam tự nhiên của chúng tôi. Họ cảm nhận được đường ruột và hệ tiêu hóa được cải thiện rõ rệt. Chúng tôi khuyên bạn là nên sử dụng hạn chế sử dụng những loại thực phẩm được chế biến sẵn, đường tinh luyện và thức uống có chứa caffeine. Tránh đồ uống lạnh vào bữa ăn, thay thế bằng những ấm trà giảo cổ lam thì sẽ tốt cho hệ tiêu hóa và giảm đầy hơi. Khi bạn sử dụng những thực phẩm chứa nhiều đạm, do đặc thù công việc của bạn ít vận động dẫn đến tình trạng tăng cân, béo phì. Trong trường hợp đó thì chúng tôi khuyên bạn là nên uống trà giảo cổ lam hòa bình thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn và đốt cháy nhiều calo hơn. Như vậy thì năng lượng sẽ không bị tích lại thành dạng mỡ thừa và bạn sẽ tránh được tình trạng bệnh béo phì. Trà giảo cổ lam đặc biệt tốt với những bạn làm việc ở văn phòng, ít có điều kiện vận động. Nó sẽ giúp bạn giải phóng năng lượng do tăng quá trình chuyển hóa, như vậy thì sẽ tránh được hiện tượng béo phì. Thiên nhiên ban tặng cho Hòa Bình cây giảo cổ lam mà chỉ tìm thấy ở những vùng núi đá vôi có độ cao trên 2000m. Qua nhiều nghiên cứu thực tế và sử dụng của rất là nhiều bệnh nhân đã sử dụng trà giảo cổ lam Hòa Bình, thì loại giảo cổ lam 5 lá, cây có tác dụng giảm cân và điều trị bệnh béo phì là hiệu quả nhất. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để đặt mua trà giảo cổ lam Hòa Bình ngay hôm nay với giá cả phải chăng.